Hệ mặt trời hay Thái Dương hệ là hệ hành tinh có mặt trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của mặt trời. Tất cả chúng được hình thành từ sự suy sụp hấp dẫn của một đám mây phân tử khổng lồ cách đây 4,6 tỷ năm trước. Phần lớn các thiên thể trong Thái Dương hệ đều quay quanh mặt trời, khối lượng của chúng tập trung chủ yếu vào 8 hành tinh. Còn về kích thước, hệ mặt trời rất rộng lớn, chúng được phân chia làm nhiều vòng khác nhau. Trong đó, những khu vực biên giới của hệ mặt trời có thể cách mặt trời vài năm ánh sáng. Trong video ngày hôm nay, Top Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá sự hình thành và phát triển của hệ mặt trời, cũng như tìm hiểu về kích thước rộng lớn của nó. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Top Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Cách đây khoảng 4,6 tỷ năm trước, vũ trụ tồn tại một đám mây phân tử khổng lồ. Nó có đường kính khoảng 20 parsec, tương đương 65,2 năm ánh sáng. Đám mây được phân chia làm nhiều mảnh nhỏ, chúng có kích thước khoảng 3,2 năm ánh sáng. Những khu vực này chứa chủ yếu là hydro và heli, ngoài ra còn một phần nhỏ là liti và các nguyên tố nặng khác. Và rồi một sự kiện quan trọng đã xảy ra. Một mảnh nhỏ của đám mây tự quay tròn, vật chất của nó được dồn nén vào tâm. Cuối cùng đám mây tự sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chính nó, tạo ra mặt trời sơ sinh. Sự kiện sụp đổ hấp dẫn đã thổi bay các vật chất ở xung quanh, tạo thành một đĩa khí dẹt được cho là đĩa khí tiền hành tinh. Ở đĩa khí này có rất nhiều hạt bụi nhỏ, theo quán tính, chúng đều quay quanh mặt trời sơ sinh. Trong quá trình đó, các hạt bụi va đập vào nhau. Một số bị vỡ vụn, số còn lại thì gắn kết với nhau, tạo thành những vật thể lớn hơn. Ban đầu chúng có kích thước vài cm, rồi đến vài mét và lớn hơn nữa. Sau khi mặt trời được hình thành, ở phạm vi khu vực cách mặt trời khoảng 4 đơn vị thiên văn AU, tương đương 600 triệu km, khu vực này rất nóng, khiến các phân tử dễ bốc hơi như nước và methan không thể ngưng tụ. Do đó, các vi thể ban đầu của hành tinh được sinh ra ở khu vực này. Chúng có thể tạo ra những hợp chất có điểm nóng chảy cao như sắt, niken và nhôm cùng những dạng đá silicat. Và rồi qua thời gian, những vật thể nổi trôi đã lớn dần, chúng trở thành các vật thể phôi thai tiền hành tinh. Do vật chất rắn rất hiếm trong tinh vân, chính bởi vậy, các vật thể phôi thai tiền hành tinh chúng không quá lớn, chúng chỉ có khối lượng bằng khoảng 0,05 lần khối lượng của trái đất mà thôi. Sau khi các vật thể phôi thai tiền hành tinh được hình thành, chúng tiếp tục va chạm với nhau tạo ra những vật thể lớn hơn, và cuối cùng, chúng hình thành lên 4 hành tinh đất đá, đó là thủy tinh, kim tinh, trái đất và hỏa tinh. Sau khi các hành tinh đất đá hình thành, chúng vẫn ngập chìm trong đĩa bụi và khí. Chất khí khi đó chịu ảnh hưởng của áp suất, chúng không thể quay quanh mặt trời nhanh như các hành tinh. Do đó, chúng sinh ra sức cản, tạo ra sự truyền moment động lượng. Chính moment động lượng này đã khiến các hành tinh dịch chuyển dần về quỹ đạo mới của nó. Còn với các hành tinh khí khổng lồ như Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, chúng được hình thành phía ngoài, nơi vật chất dễ bay hơi có thể đóng băng và tồn tại ở thể rắn. Khi đó, các hành tinh khí được hình thành bởi băng nước nhiều hơn silicat. Đến khi các hành tinh khí băng đủ lớn, chúng bắt giữ được hydro và heli. Đây là những nguyên tố nhẹ và phổ biến nhất trong hệ mặt trời khi đó. Sau khi bắt giữ những loại khí này, các hành tinh lớn dần theo thời gian và trở thành những hành tinh khí như chúng ta thấy ngày nay. Đó là lý thuyết về sự hình thành và phát triển của hệ mặt trời được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi nhất. Tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết của các nhà khoa học. Nó được xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 18. Ở thời điểm đó, có đôi khi nó gần như bị bác bỏ bởi vì nó không giải thích thỏa mãn về việc mặt trời có tương đối ít moment động lượng so với các hành tinh. Tuy nhiên, đầu những năm 1980,
Khi các nhà khoa học nghiên cứu về các ngôi sao trẻ, họ nhận thấy chúng cũng có các đĩa khí và bụi nguội bao quanh, phù hợp với những gì thuyết tinh vân tiên đoán. Do đó, lý thuyết này trở thành lý thuyết thuyết phục nhất tính đến thời điểm hiện tại, giải thích cho sự hình thành và phát triển của hệ mặt trời. Nếu hệ mặt trời của chúng ta được sinh ra theo cách như vậy, thì hệ mặt trời rộng lớn như thế nào? Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân chia nhiều khu vực khác nhau trong hệ mặt trời. Thứ nhất là hệ thống vòng trong hệ mặt trời. Đây là khu vực bao gồm các hành tinh đất đá và các tiểu hành tinh. Chúng có thành phần chủ yếu là silicat và kim loại. Trong đó nổi bật có thủy tinh, kim tinh, trái đất và hỏa tinh. Ngoài ra còn có các tiểu hành tinh thuộc vành đai các tiểu hành tinh, nằm giữa quỹ đạo của hỏa tinh và mộc tinh. Ở khu vực vòng trong hệ mặt trời có bán kính nhỏ hơn quỹ đạo của mộc tinh, tức nó có bán kính khoảng 778 triệu km. Thứ hai là hệ thống vòng ngoài của hệ mặt trời. Khu vực này bao gồm tất cả các hành tinh khí khổng lồ và các mặt trăng của chúng. Trong đó có mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và hải vương tinh. Ở khu vực vòng ngoài hệ mặt trời, nó có bán kính tương đương với quỹ đạo của hải vương tinh, tức cách mặt trời khoảng 4,5 tỷ km, tương đương 30 đơn vị thiên văn AU. Đi xa hơn hệ thống vòng ngoài hệ mặt trời, đó là khu vực gọi là vùng bên ngoài hải vương tinh. Nổi bật trong khu vực là vành đai Kuiper. Đây là một vành đai lớn chứa các mảnh vụn, tương tự như vành đai các tiểu hành tinh. Chồng lên vành đai Kuiper là đĩa phân tán, được cho là nơi xuất phát của rất nhiều sao chổi có chu kỳ ngắn hạn. Các vật thể trong đĩa phân tán có điểm cận nhật nằm trong vành đai Kuiper, nhưng điểm viễn nhật lại vượt ra ngoài, có thể cách mặt trời lên tới 150 đơn vị thiên văn AU, tương đương 22,5 tỷ km. Điều này có nghĩa, khi đến khu vực này, hệ mặt trời của chúng ta đã mở rộng trong phạm vi 22,5 tỷ km. Tất nhiên đây chưa phải là giới hạn riêng ngoài của hệ mặt trời, bởi vì vẫn còn nhiều khu vực khác xa hơn nữa. Đi tiếp ra bên ngoài, đó là khu vực nhật quyển, nó được chia làm hai vùng riêng biệt. Vùng bên trong được giới hạn bởi biên giới kết thúc gió mặt trời. Ở khu vực này, gió mặt trời có tốc độ nhỏ hơn vận tốc của âm thanh. Còn vùng ngoài là nơi vận tốc gió mặt trời giảm xuống rõ rệt. Biên giới ngoài cùng của nhật quyển là vùng nhật mãn, nơi gió mặt trời hầu như không còn. Khu vực này cách mặt trời khoảng 230 đơn vị thiên văn AU, tương đương 34,5 tỷ km, hay 0,0036 năm ánh sáng. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là kích thước hệ mặt trời, mà nó còn mở rộng xa hơn nhiều. Đi tiếp ra bên ngoài vùng nhật quyển, nó được cho là đám mây Oort. Đây là một đám mây giả thuyết hình cầu chứa tới 1.000 tỷ vật thể băng giá. Người ta cho rằng đám mây Oort là nơi xuất phát của các sao chổi dài hạn. Đám mây nằm cách mặt trời khoảng 50.000 AU và có khả năng nó mở rộng ra đến 100.000 AU. Các nhà nghiên cứu cho biết có thể đám mây Oort được hình thành từ các vật thể và sao chổi mà đã bị đẩy ra từ hệ mặt trời, do tương tác hấp dẫn với các hành tinh vòng ngoài. Nếu xét đến vị trí ngoài cùng của đám mây Oort, hệ mặt trời của chúng ta sẽ có bán kính vào khoảng 100.000 AU, tương đương 1,87 năm ánh sáng. Nhưng nó vẫn chưa phải là đường biên của hệ mặt trời. Nhiều nhà khoa học tin rằng, biên giới rìa ngoài hệ mặt trời vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng. Nhưng xét những ngôi sao ở xung quanh, lực hấp dẫn của mặt trời vượt trội hơn chúng. Do đó, ảnh hưởng hấp dẫn của mặt trời có thể mở rộng đến khu vực cách mặt trời 125.000 AU, tương đương 18.750 tỷ km, hay 2 năm ánh sáng. Nếu điều này là sự thật, hệ mặt trời của chúng ta sẽ có bán kính khoảng 2 năm ánh sáng, tức ánh sáng mặt trời phát ra sẽ mất 2 năm để đi đến biên giới của hệ mặt trời. Đây quả thực là một không gian vô cùng rộng lớn mà con người khó có thể hình dung ra được. Qua đây chúng ta càng thấy con người thật nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Chính hệ mặt trời của chúng ta, con người còn chưa thể hiểu biết hết về nó,
nói chi hàng tỷ các ngôi sao, các thiên hà xa xôi khác trong vũ trụ. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá sự hình thành, phát triển và kích thước của hệ mặt trời. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Tốt Thú Vị. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!